liệu có lại là một pha bị gỡ bom được không? Họ đang chiếm được các vị trí quan trọng. Chiếm mắc kit đi, đây rồi. Vâng, bắn trúng rồi, đồng đội đâu vào, ăn luôn đi. Đây rồi. Vâng, các thành viên này không hiểu sao giờ lại có tan tích 3 mắc kit ạ. Lạ quá, không ai trong bom được. Đây rồi, tình huống ở 3v2 có thua hay không? Không ai kê lầu luôn. Đây rồi, có kê hay không? Sugoi, liệu Sugoi có tỉnh hay không? À đây rồi, thấy rồi. Vâng, một pha bắn tốt đến Sugoi. Chắc chắn sẽ là một round win. Cái gì đây kia? Không kít. Cái gì đây? Đừng có bảo. Ôi trời ơi. Ôi vai cả lồn anh em ơi. Thì con mẹ ơi, tôi sẽ chết cười ơi. Ôi ơi, thì sợ ơi, nó cơ mò bao không biết thì sợ. Vâng, đúng là giải fucking noob của khác anh em ạ.